các em ạ, thì sáng nay thầy cũng mới tranh thủ vẽ thêm cái bàn làm việc của thầy ha, thì giờ thầy làm review lại cho các bạn xem các bước thực hiện ha, thì cái bản này thì nó có kích thước là 1m2 và 6 tấc ha, 6 tấc là 600mm đó, 1.2mm hay 1.2 ha, thì có cái mặt dày này thì nó là 35 nhưng mà ở trên thì nó là một tấm ván là dày 2 cm là 20 mm. Ở miếng che này thì nó là 15. Độ dày của miếng ván này có 15 ha. Chiều cao của nó thì từ dưới đi lên là 770. Nhưng mà thực sự thì nó chỉ có cao là 750 thôi. Thì phần này nó âm trong đây này. Cái, cái miếng gỗ này nó nằm âm trong đây. Nó đến đây luôn, nó cao đến đây luôn. Đây là chỉ là một cái miếng che thôi chứ không có không phải là một cái miếng miếng mặt dày như vậy không có miếng mặt nào dày 35 đâu họ chỉ dùng có 20 20 mm thôi 15 mm này họ che xung quanh còn miếng gỗ này thì nó âm bên trong này luôn âm bên phía bên trong này cho nên cái chiều cao của cái miếng gỗ này nó là, là 750 còn lên trên mặt này luôn á là 20 phân nữa là 770 tính từ dưới mặt đất đi lên ha đó. còn cái độ động của các cái ngăn kéo này thì bạn đo thử xem thử này nó là 650 à với cái này là 450 ha. Chiều cao nó là 130 cái 30. Đó cái hộp này thì nó là 240. Giống nhau ha. Hai cái hộp này giống nhau cho nên thầy tạo nó là một cái component ha. Thầy chỉnh sửa một cái thì cái kia đi theo luôn. Rồi còn miếng ván này thì hai miếng ván giống nhau thì thầy cũng tạo cho nó là một cái component luôn. Đó, thì tổng quan sơ như vậy và cái cái bàn này thầy có làm là một cái dynamic s dynamic component cho cái học lớn này học nhỏ này và hai cái học dưới đây hai ngăn kéo đây là ngăn kéo đây là hai học tủ ha thì đều kéo được ha thì thầy đã s rồi các bạn xem thử này thầy làm ba cấp Đó, cấp một này cấp hai ra chứ nữa này cấp 3 ra dài nhất ha ấn lần cuối thì nó vô luôn và cái bên đây cũng vậy Còn tự hai cái học tuổi dưới đây cũng vậy ha. Để bấm dưới đây. hơi chậm. Đó. Thì uh, bây giờ thầy sẽ review lại uh, một số bước thôi, uh. có cái núm này thì thầy cũng uh, vẽ luôn ha uh. Để độ động nó là 8 mà. Uh. Còn uh, đi ra ngoài uh, chiều cao của nó là 2. 2 cm, uh, 20 mm, để 80 mm. Rồi đây thì cái mặt này nó là 15, cái này chỗ này là 10, chỗ này 20 thầy, thầy bo thôi, thầy, thầy bo. Bo lại một lại như vậy thì vẽ thầy thực tế này cái cái bàn như thầy nói cái nấm như vậy thì vẽ và cái nấm này thầy cũng tạo cho nó là một cái dynamic à, component luôn khi mà cần sửa thì chúng ta chỉ sửa một cái thôi thì những cái nấm còn lại nó sẽ sửa theo và thầy cũng căn giữa cho nó ha căn từ trên xuống từ trái qua nó cũng nằm ở giữa cái này và các cái bước thực hiện thì thầy cũng có ba phiên bản ở phiên bản thứ ba này thì thầy tô áp vật liệu với làm cái dynamic Component. rồi còn hai phiên bản trước thì một phiên bản làm được gần hết rồi phiên bản thứ hai thì làm thêm cái mặt Giờ các bạn xem nhé đây phiên bản đầu tiên đây phiên bản đầu tiên thì thì tạo hết cái khung khung rồi cái ngăn kéo lớn ngăn kéo nhỏ hai cái học tủ thì để tắt đi cho bạn xem thử này hai này hai các bạn xem từng bước như ở đây nhé hai này hai này sau đó tắt cái này đi đó, thì chúng ta nhìn xuyên qua luôn thì đầu tiên thì sẽ phải vẽ một cái tấm này ha cái tấm này như thầy nói đó là nó là từ dưới đất đi lên nó là đến mặt luôn là bảy nhưng mà chúng ta bớt lại 20 phân của cái mặt cái là chạm cái miếng ván ở trên cùng thôi thì nó dừng lại thì nó là 750 này nó sẽ đó thì nhân bản một miếng ván thứ hai bên đây thì cái khoảng cách của nó là cái mặt nó là mét hai nhưng mà bên trong nó lùi vô ha thì bên trong lùi vô thì bên trong lòng trong lòng giữa hai cái này thì nó là một một mét mốt mốt đúng mét mốt luôn đó. rồi giữa uh, các cái hộp này cái này thì nó là một cái hộp ngăn ở giữa ha đây, từ đây nó là 650, này từ đây đây là 650 này đây qua đây là 435 trăm thì ở đây nó 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 lùi vô một xíu cái này lùi vô khoảng nó không có bằng lề nhau luôn nó lùi vô khoảng 30 mươi mm rồi sau nó cũng lùi vô một xíu ha và nó có một cái miếng ván nó nối miếng ván này nó nối từ sau nó là nó che lại bên trong đi vô trong một xíu ha đi vô trong đấy cái này là à, 15 mm này nó đi vô trong xong rồi nó kéo dài ra lần hai miếng ván này nó nối lại với nhau và miếng ván này là nó, nó vừa đến đây nó chạm lại nó dừng lại thôi thì miếng ván này nó ngắn hơn ha. ở giữa nó ngắn hơn và cái miếng ván lớn này thì nó là một cái cầu nối giữa hai cái mặt dựng hai bên ha đây là miếng ván như vậy thì các kích thước này thì đo theo thực tế thì làm để nối thôi ở dưới đây nó cũng có một cái miếng ván đó. ở đây là miếng ván ở phía trên còn phía dưới này có một miếng ván này theo cái tủ dưới này nữa nó có một miếng ván này nữa này nó có hai phần riêng ở đây cái miếng ván kia này nó không có kéo dài xuống đây luôn đâu nó chỉ đến đây để dừng lại sau đó là ở đây thì nó có cái học tủ thì nó có một miếng ván che đằng sau lưng nó lại Nên như vậy sau đó thì mới chuyển qua cái bước là vẽ các cái cái mặt à, các cái ngăn kéo học tủ ở đây thì vẽ cái này thì xuống lại cho mình xem đây vẽ cái này trước này xem thử cái này nhé thì cái hộp tủ này thì nó cũng có cái mặt nó có cái hộp như này ha thầy có vẽ một khối nha vẽ một cái khối như thế này khối uh, cao rộng cả cái khối này thì ấn cái này luôn bạn xem nhé ai luôn này Đó. mở lại này có cái này nó che thì ấn hai hai cái này thì hai thì nó nó là một cái khối thì các bạn là khi về làm vẽ cái này á, cái này đang nó đang một cái nhóm mà đang làm một cái nhóm cho nên phải gỡ cái nhóm này ra mới được này, đó. ấn hai này hai đi này đó, thì uh, bỏ cái viên này đi này đó thì mới bỏ được cái này, thì ta phải nhiều nhóm mà cái mặt đó là một nhóm riêng để làm cái hộp này thì vẽ một cái khối như thế này, đó, sau đó thầy mới uh, offset nó vô, xong đó thì uh, đục lũng đi, đục lũng đến đây dừng lại. Được một cái khối như thế này. Ở cái miếng mặt dựng này là thầy vẽ thêm sau ha. Một miếng thêm sau như thế này. Ở cái khối này thì để vẽ một cái khối 10 ha. 10 cái này là 650 ha. Để vào đây này là 650. Ở offset vô. Offset vô 15 ha. 15 tại vì cái thành, cái ván này nó dày 15. Cho thầy offset rồi thầy đẩy vô xong rồi thầy dừng lại ở đây. 100 thì chúng ta trừ bớt đi đằng sau cho nên vẽ lại là 85 đó, nghĩa là chúng ta âm vào 85 thôi. Nó lại lục lủn 85 thôi. Cái miếng này chúng ta vẽ thêm. Mà nó thân ngắn hơn một xíu. Sau đó thầy mới vẽ cái mặt trước ha. Mặt trước thì nó là 650 cao là 13 đó, 130. Đó là xong cái hộp này ha. Thì qua cái hộp này. Thì cái này thầy lấy lại cho nó này. Đây 2 edit lại ấn hai lại này đó. cái hộp này thì qua cái hộp này thì nó cũng giống như thế này thôi nhưng mà nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn cái làm tương tự như vậy thì có vẽ một khối thì thầy độc luôn nó thôi nhưng mà vẽ thêm cái mặt trước đó. nó giống hệt như, như nhau nó chỉ khác nhau là độ động thôi nhưng mà cái mặt trước này thì nó thay vì cái mặt này thì nó đến đây nó dừng lại nhưng còn cái mặt này thì nó văng nó văng qua luôn ha nó nó kia là nó rộng hơn hơn cái mí này bình thường đến mí này dừng lại thì nó đi qua đây xíu à lan theo cái miếng ván ở giữa này miếng ván cái này cách này nó bay qua mặt đây luôn đó là miếng ở trên học ở trên như vậy còn cái học bên dưới thì nó còn có hai cái học giống nhau nên thầy vẽ một cái thì thầy nhân bản này Đây vẽ một cái thì cũng học như vậy thôi đó. nhân bản nó cũng cách làm như tương tự như vậy nhưng mà nó chỉ khác là cái này là chiều cao nó khác thôi xong một cái này thì nhân bản thêm một cái nữa à. và cái này nó nằm dưới đây, nằm thêm một cái nữa dưới đây. đó là thêm một cái học thứ hai ha. thì sau khi xong được các cái học này rồi thì view lên sâu lên, ấn hai, ấn hai đó. xong cái học này thì chuyển qua vẽ cái mặt ha, vẽ cái mặt. Còn các bạn nào có thắc mắc là vẽ cái học này thì chưa có demo vẽ trực tiếp cái cái học mà thì anh hai cái này thì thì khi nào rảnh thì vẽ sau ha, demo cái chi tiết sau đây là thời gian clip thầy làm cho nó ngắn ngắn một xíu ha. Thì thầy sẽ review thời chín rồi. Đó. Sang phiên bản tiếp theo thì số 2 này. Thì vẽ thêm được cái mặt. Lúc đầu thì nhìn cái mặt này á thì nó dán nó xuyên qua luôn, luôn ha, chúng ta nhìn tưởng nó dày nhưng thực sự là không nó không có dày như vậy đâu, nó chỉ có khoảng 20 ml thôi. rồi cái miếng này là miếng che. Miếng che của nó đây, nó che xung quanh. Đây thì có thể ăn hai các bạn xem nhé. Ăn hai này. Hai nó đi này. Đó. Thì nó gồm có một cái lớp trên lớp dưới ha. Cái lớp trên cùng là cái mặt. Còn lớp xung quanh này nó chẳng qua là nó cái nó che nó nhìn nó dạng nó như nó dày thôi. Thì bỏ đi cho xem này. Đó, Thấy không? Nó là cái khung xung quanh như thế này. Nó nó lắp thêm cái miếng che như thế này. Trên tấm mặt nó che xuống nó bằng ha tấm mặt đó thì nó bằng cái độ, bằng sát với cái này luôn. Đó. Sát với cái này luôn. Nhưng mà cái uh, xung quanh này thì nó là những cái miếng gỗ nó dán chồng với nhau làm cho cái, nhìn cái mặt nó dày lên. Thực sự là nó uh, chỉ là cái miếng xung quanh dán xung quanh thôi. Đó là như vậy. Cái miếng bàn này thì nó không có bo ha, nó để vuông luôn, nó không có bo. Cái mẫu này thì thấy nó không có bo mà nó để vuông luôn lúc đầu thì thầy vẽ cái này nó nằm trên sát lên trên á sau này thì mới phát hiện là còn cái miếng này nữa thì mới dời các cái học này ha học tủ này mấy cái hai cái này này bạn nên nó xuống xíu à lúc lại một lúc thì xuống nó khoảng 15 mm để thì làm cái nẹp cái cái đường biên xung quanh này cái biên xung quanh này thì cũng cắt luôn ha, chỗ này là, là thì cắt khuyết luôn ha khuyết luôn Đó. thì xong cái bàn là như vậy sau đó là sang cái phiên bản cuối thì như thầy vừa mới review đó thì thầy áp áp vật liệu ha áp vật liệu thì đây thì có cái màu gỗ thì thầy có mỗi cái màu này thấy nó ổn ổn xíu thì dùng cái màu này còn đây nó có cái màu gỗ đây thấy mỗi màu này thì ổn hơn mấy màu kia nhìn nó không đẹp lắm thầy không có dùng thì sau khi tô gỗ xong thì cái này tôi kim loại ha đây thì dạng tôi là dạng kim loại cái này là tô gỗ sau đó thầy mới làm dynamic thì cái trục này ở đây thì làm cái dynamic component thì thứ nhất là các bạn phải định nghĩa ha định nghĩa cái này là một cái component ở đây thì định nghĩa là này là tên cho nó là một cái ngăn kéo lớn bàn làm việc ha đó thì và thầy cũng phải chuyển cho nó cái trục thay đổi trục tọa độ ha tọa độ đây đó. thì tọa độ thì bạn kích hai 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 kích thôi trục một sinh dương á là đi lên ha sinh đỏ mới sinh lá là hai chục ngang thôi, chi, thì cái sinh lá nó đang hiện giờ nó đang là chục x màu đỏ là chục y ha mà thầy phải gắn cái trục tọa độ vô cho nó à thì chọn ở vị trí nào thì đưa cho gắn vào đây sau đó thầy mới thay đổi cái trục này thì cái trục sinh lá là trục y thì trục x là nghĩa là khi mà chúng ta click vô thì nó đi ra ngoài đúng không nó đi ra ngoài thì ở cái thời điểm tại hiện tại nó đang đứng á tức là 51.04 cm còn khi mà chúng ta click vô thì thầy chuyển đến ba chế độ đó chế độ đầu tiên đó thì cái on cái sự kiện mà chúng ta làm thì vẫn là on click thôi thì cái cái phân sân của nó thì là element ha thì tác động lên cái trục x này thì lúc đầu nó cái tọa độ lúc đầu ban đầu của nó thì nó là 51.04 thì nó ở đây sau đó mình mới kích lần một thì nó ra 70 thì nó đi ra ngoài ha trục x này nó đi ra ngoài 70 rồi sau đó là nó ra đến 80 đến 90 đó một cái lại lần nữa thì nó trở về cái 0 à, đến 51 041 lúc đầu ha thì nó thay đổi cái chủ ích là cái dục sinh lá này thì ở đây thì ba cái học còn lại thì nó cũng tự như vậy ha cũng là chủ ích luôn nó cũng ra như vậy luôn cho nên thầy cũng gõ xong một cái ha cho thầy copy cái cái lệnh này luôn này đó, sau đó thầy mới ép cho các cái cái comment còn lại thì ba cái nhé. còn ba cái còn lại thầy cũng tự như vậy luôn không khác gì hết đây hiểu luôn tất nhiên là trước khi làm dynamic component thì các bạn cũng phải thay đổi trục tọa độ ha đây có thay đổi cái trục tọa độ ha ở chỗ này sát luôn đây đây nếu có rồi thì trục tọa độ hết trục tọa độ đây Đó. bạn phải xác định cái cái trục tọa độ của cái này ha thầy ở đây tất cả đều là chúng ta đi cái trục sinh lá là chúng ta đi trục x ha trục đỏ trục y còn trên dương thì nó là chủ Z. trục Z thường là xoay thôi. Khi mà chúng ta làm cái cửa chúng ta mở ra thì xoay thì chúng ta xoay trục Z. Còn trường hợp này thì chúng ta đi vào trong ra ngoài ấy, thì chúng ta đi chưa thay đổi trục X. Tất nhiên là cái bàn này nó đang này đang hướng này nha. <laughs> Có bạn nào để hướng khác thì chủ X nó đã là trục khác, trục đỏ chẳng hạn. Thì trên thể để trường hợp này chủ X là cái trục sinh lá. Anh hiểu vậy. thì thầy cũng đặt tên ha, đây là ngăn kéo nhỏ cũng cái uh, on click sự kiện animate này thì trong đây nó cũng có một hai cái command ở đây hai cái group cái nọ command đây tương tự cái này cũng vậy đây dấu hệt nhau luôn ba cái này là mấy cái học này dấu hệt nhau luôn không khác gì hết nên thầy làm con cái cho thầy copy thì dán cho nó nhanh tại vì đều là uh, click chuột vô thì nó đi ra mà đi ra ba cấp Đó. cũng là đều chủ ích đi ra thôi còn y thì không thay đổi gì thôi có lẽ nhiều khi nó đổi thì các bạn phải thử nhiều khi chúng ta làm đây là chúng ta phải thử nhiều khi tất nhiên là nó chỉ lấy gì thôi chứ nó không để giá được z là chụp ở trên cao rồi à. tất nhiên là do chúng ta để vẽ kiểu này ha còn nếu mà bạn nào mà vẽ ngược lại thì có thể là chụp nó khác chúng ta chú ý chúng ta thử nhiều khi chúng ta phải thử cái trường hợp này này đối với cậu thầy để là cái chụp x nhưng mà đối với các bạn có thể là chụp y chẳng hạn nhiều khi chúng ta thay đổi đó, vẽ theo đúng như thế này ha. thì nó như thế vậy còn nếu mà bạn làm đổi chụp khác thì nhiều khi vẽ bên đây cái bàn này thay vì mình đang quay hướng như thế này, như rồi khi không, không không thích vẽ cái cái bên trục xây này mà vẽ thì bên trục đỏ này thì chúng ta phải đổi ngược lại. còn thường là cái trục mà xây dương á, thì là trục mà cao thì ta để nguyên là trục giá tự nguyên rồi thì thôi. Đó. Vì vậy thầy đã review xong các cái uh, lưu ý cái bước mà chúng ta để làm cái bàn như thế này ha, thì cái bàn này thì cũng uh, không không có quá phức tạp. thì uh, dựa trên những cái kiến thức mà chúng ta đã làm rồi thì chúng ta đều làm bình thường ha dây qua thì cũng có thời gian thì rảnh thì vẽ thêm để trải nghiệm thêm mà cái cái bàn là như vậy. Đó. Rồi, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở clip khác ha.